Ok, xin chào các bạn, quay trở lại với mọi người với một cái video làm về unbox sản phẩm. Ngoài những cái việc mà chia sẻ ở về máy ảnh rồi kiến thức thì mình còn có làm những video như thế này để cho mọi người xem nó không có bị chán, và mình có thể recommend hoặc là mình chia sẻ với mọi người về những cái sản phẩm mình mua để phục vụ cho cái công việc của mình. Thì hôm nay là sản phẩm mình muốn unbox cho mọi người xem. Thì cái sản phẩm này chắc chắn nó sẽ rất là gần gũi và mọi người đã biết, nhưng mà trong cái năm này thì mình mới quyết định mình mua đó, và mình sẽ nói lý do mình mua. Đây là cái mà mình nói rất là thân thuộc và rất là nhiều người biết. Thì đây là cái điện thoại iPhone 12 Pro Max mà mình mua. Và cái điện thoại này là mình được một người bạn mình tặng, và mình cũng đã có ý định mình mua rồi, nhưng mà cuối cùng người bạn đó tặng cho mình, nên mình rất là may mắn, mình rất là cảm ơn người bạn của mình. Và cái sản phẩm này là mình mua trực tiếp từ Apple luôn. Thì khi mà Apple họ ship cho những người khách hàng của họ ở Mỹ á, còn ở những nước khác hay ở Việt Nam thì mình không biết, nhưng mà lúc nào thì họ cũng đóng trong cái hộp rất là gọn, và lúc nào họ cũng băng những cái miếng băng keo này hết á để cho nó cố định. Hồi giờ mình chưa mua những cái điện thoại iPhone này trên Amazon nên mình không biết là cái cách đóng hộp nó như thế nào, nhưng mà riêng Apple mình đã mua hai cái điện thoại mới thì lúc nào họ cũng đóng hộp như thế này hết, và cả MacBook nữa, MacBook họ cũng đóng hộp y chang luôn, là họ đóng một hộp giấy rồi họ bỏ cái MacBook lên, rồi họ lấy những cái miếng nhựa này họ băng đẹp và dính cho nó thật là cứng luôn để cho nó cố định và nó không có bị hư. Cảm thấy nó rất là hơi nặng các bạn, nó cũng nặng với cái giá tiền của nó nữa các bạn. Đó, thì đây là mới, và đây là màu Pacific Blue, là cái màu mà đặc trưng của iPhone 12 Pro Max. Thì bây giờ mình sẽ unbox nó ra, nhưng mình phải khui thêm một cái này nữa. Đây là hai cái mà mình mua kèm theo cái iPhone Pro Max này, để mình để sau khi mình unbox ra thì mình sẽ bỏ nó vô liền, để mình tránh cái việc mà nó va chạm hoặc là nó bị cái gì nha các bạn. Mình cũng rất là ngại. Rồi mình tháo đây. Rất là ngọt. Mình coi rất là nhiều cái bài unbox rồi nên mình rất là có kinh nghiệm các bạn. Mình phải đặt nó xuống đàng hoàng rồi mình mới rút nó lên, đúng không? Không là nó sẽ bật lúc cứ lúc nào mình cũng không biết được. Đây. iPhone 12 Pro Max. Cảm giác đầu tiên thì rất là đồng tay. Trước cái con iPhone 12 Pro Max này thì mình xài con 11 Pro. Nó nhẹ thôi, nhưng mà cầm lên con này thì mình thấy nó vừa giá trị mà nó nặng lắm các bạn. Nó nặng, rất đồng tay. Rồi mình để qua bên đi ha. Rồi, trong cái hộp á thì nó có một cái cable để charge. Rồi. Này là cái bảng hướng dẫn. Thì năm nay nó không có cái cục sạc, thì giống như mọi người nói là Apple nó muốn bảo vệ môi trường, và cái việc mà sản xuất cục sạc của nó đã sau nhiều năm á thì nó đã rất là nhiều rồi. Nhưng mà mình nghĩ thực chất là Apple nó muốn hút máu thêm người dùng các bạn, chứ không phải là nó bảo vệ môi trường đâu. Đối với những người mà xài Apple trong nhiều năm nay á, thì cái việc mà mình nghĩ mua thêm cái cốc sạc á, nó cũng không có nhiều tác dụng. Vì trước khi mà mua được cái con 12 này thì mình đã có những cái cốc sạc rồi. Bây giờ mình chỉ cần đổi điện thoại thôi, và mình cắm cái sạc cũ đó vô là mình đã xài rồi. Còn đối với những người mà mới xài Apple thì chắc chắn họ phải mua những cái cốc sạc. Còn đối với mình năm nay thì mình mua không cần có cốc sạc, vì mình trước đó cái con iPhone 11 Pro của mình á đã có cái cốc sạc rồi, và nó giống nhau, nên mua như thế này là rất là tiết kiệm cho những người mà đã xài cái Apple. Cây này mình mua ở trên Amazon, nó cũng được, nó cũng không có cứng cáp lắm, mình mua nó đâu đó khoảng 12-13 đồng. Ở sau lưng nó rất là đẹp. Bình thường thì mình phải mua một cái miếng tròn ở đây mình hít, còn cái miếng này nó đã có một cái miếng sắt ở trong đây rồi, mình chỉ cần hít nó vô nó rất là đẹp và nó rất là tinh tế. Thì cái unbox của mình nó cũng chỉ đơn giản như thế này. Nếu mà trong quá trình sử dụng mà mình có những cái trải nghiệm gì mới thì mình sẽ chia sẻ thêm với mọi người. Mình sẽ chia sẻ một chút về cái con 12 Pro Max này. Thì lý do mình mua nó là vì cái viền này các bạn. Cái viền này của nó quá đẹp. Và cộng với là cái camera của nó chất lượng hơn con Pro một chút xíu.
so với nhu cầu và chức năng á, thì mình chỉ cần xài nó tới con 11 Pro là mình đã thấy là nó quá đẹp và nó quá ưng ý rồi. Nhưng mà khi mà mình thấy con 12 Pro Max nó có cái cạnh như thế này và mình rất là ưng ý, và mình cũng xác định là xài cái dòng 12 này khoảng 2 tới 3 năm, vì cái việc mà cứ mỗi năm thì Apple nó sẽ ra những sản phẩm mới, mà mình nếu mà mình cứ chạy đua công nghệ thì mình rất là tốn máu các bạn. Và cái con 11 Pro mình đang xài á, là vì lý do mình mua nó là cái con 7 Plus của mình á, trước khi mình mua Pro nha, là mình xài 7 Plus, thì mình nghĩ là mình ráng đợi các bạn, mình ráng đợi khi mà con 12 Pro này nó ra thì mình mới mua. Nhưng mà cuối cùng mình đợi không có được vì cái con 7 Plus của mình nó hư, nên cuối cùng là mình phải ép vô cái thế buộc là mình phải mua cái con 11 Pro. Thì mình xài, sau khi mình xài xong thì mình con này ra, mình quá ưng ý và mình cũng nhắm tới nó để mình mua. Và cuối cùng là người bạn của mình tặng cho mình các bạn. Cảm thấy rất là hạnh phúc khi có một người bạn thân như vậy. Thì mình sẽ kết cái video tại đây, và trong quá trình trải nghiệm thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nếu mà có những trải nghiệm mới, có những ứng dụng mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.